xem chuông vàng vọng cổ 2015, Nguyễn Thanh Toàn. Dạ cũng đợi nãy giờ gần 3-4 tiếng. Dạ thôi, để liên tục chương trình thì Thanh Toàn xin gửi đến tất cả quý vị, cũng như lời đầu tiên thì xin chúc tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe và đặc biệt làm ăn phát tài. Và để liên tục chương trình thì Thanh Toàn xin gửi tất cả quý vị một bài giọng cổ cũng rất là quen thuộc, cũng rất là dễ thương, được mang tên Kỷ niệm thời con gái. Cho em xin cái mi kia anh Minh ơi, anh Minh ơi. Tất cả đã đi hết rồi sao? Tất cả đã đi hết rồi sao? Chỉ còn lại mình tôi giữa gió trường vắng lành, bên dòng suối năm xưa tiếng hát nỉ non buồn, mà khói hay sương vẫn còn vương trên núi cao, qua cỏ tràn lời thương cảm. Bà ra đi còn tôi quay về thui thủi giữa cánh sương, rồi đêm nhớ đêm thương qua từng giấc mộng canh tàn. Ngày cô sợ đô thành nhiều cám dỗ xa quá, người ta thường nói kêu là chịu nhiều đau khổ thì người đàn bà chịu đau khổ nhiều hơn, nhưng đối với tôi kêu đã là chịu nhiều đau khổ, ai nỡ đành tâm đêm gian dở chia ly. Mình không còn bận biểu với nhau, thà chia tay mỗi người đi một ngã, chắc có lẽ rồi tôi không quay về qua phương ấy nữa. Khi kỷ niệm ban đầu người ta đã cố tình quên. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Chờ 3 tiếng đồng hồ mà ca vẫn còn ngọt như mấy lùi đó.
quá tuyệt vời. Cho chào pháo tay nữa bà con, càng về khuya bà con á, đó bà con cổ vũ vậy á, nghệ sĩ mới tạo thêm cái từ hân phấn để hát cho hay thật là hay. Dạ cảm ơn Thanh Toàn. Hẹn